Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái lắp nhôm của cái két sinh hàn của Forerunner 2005 đến 2007 và Mazda BT50. Đây chính là cái miếng lắp nhôm ở phần trên của cái két sinh hàn anh em nhé. Đây, két sinh hàn thì nó sẽ nằm ở đây. Sản phẩm là của Ford Thái Lan sản xuất anh em nhé. Đây, đây là cái két sinh hàn thì nó sẽ nằm ở đầu này, hai đường ra của sinh hàn, và đây là cái phần chúng ta ốp vào phần máy này. Đó. Theo các cái điểm thì chúng ta sẽ bắt ốc, bắt vít vào đây. Đó. Đây là mặt mới luôn. Vừa rồi thì em có giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lắp nhôm của phần trên két sinh hàn Wrangler 2005 đến 2007 và Mazda BT50. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.